chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời của cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Ngôi làng cảng đà phản công của Ukraine tại miền Nam. Để tiến tới thành phố cảng Mariupol, các đơn vị Ukraine tham gia chiến dịch phản công buộc phải vượt qua làng Orozhanoi ở phía tây bắc tỉnh Donetsk. Sau làn hỏa lực dọn đường của pháo phản lực, đội quân xung kích của IMO cấp sư đoàn của Ukraine với nòng cốt là lính thủy quân lục chiến tìm cách tiến vào làng Orozhanoi. Ngôi làng có hàng nghìn dân trước chiến sự này được đánh giá là chìa khóa quan trọng để Ukraine có thể tiến về phía nam, hướng đến thành phố cảng Mariupol, nhằm cắt đứt hành lang trên bộ nối vùng Donbass với đóng đảo Crimea của Nga. Hơn 2 tháng sau khi phát động chiến dịch phản công, lực lượng Ukraine vẫn cần phải tiến thêm 80 km nữa mới tới được Mariupol. Với những lữ đoàn chỉ có thể tái kiểm soát vài trăm mét mỗi tuần, khoảng cách này là quá xa. Trên tuyến đường đó, lực lượng Nga thiết lập hệ thống phòng thủ rất kiên cố xung quanh Orozhanoi và làng Zenzozika, cách đó 8 km về phía nam. Điều này biến Orozhanoi thành một trong hai căn cứ điểm mạnh mà Ukraine cần vượt qua để tiến quân tới Mariupol. Đây là lý do quân đội Ukraine phải tập trung một số đơn vị tinh nhuệ nhất để tiến công dọc theo hướng này, trong đó có 4 lữ đoàn tiền phương của thủy quân lục chiến. Sau khi mở cuộc tiến công chớp nhoáng và kiểm soát làng Saromazoke hồi cuối tháng 7, lính thủy đánh bộ Ukraine cùng một tiểu đoàn cơ giới độc lập của lục quân tập kết tại khu vực tây bắc làng Orozhanoi chuẩn bị cho đợt tiến công. Pháo binh Ukraine sau đó bắt đầu tập kích đội hình của Nga và xung quanh làng Orozhanoi. Lực lượng Nga phòng thủ tại đây có thể gồm lữ đoàn bộ binh cơ giới số 60, trung đoàn đổ bộ đường không 247 và nhóm trinh sát Kasat. Trung tá Alexander Kodakovsky, chỉ huy tiểu đoàn quân nhân Vukot của Nga, tuần trước cho biết Ukraine pháo kích từ mọi phía vào Orozhanoi. Kết quả của xung đột phụ thuộc vào ngôi làng bất hạnh này. Binh sĩ Ukraine dường như đã tìm được cách vượt qua các bãi mìn và tiến vào làng Orozhanoi ngày 8 tháng 8. Lực lượng Nga sau đó một ngày công bố hình ảnh các phương tiện chiến đấu Ukraine xuất hiện tại Orozhanoi. Có vẻ như một đơn vị Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tiến vào vùng ngoại vi phía bắc làng Orozhanoi, xong bị hỏa lực dày đặc của Nga vây kín và buộc phải bỏ lại hai thiết giáp. Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk do Nga bổ nhiệm, ngày 10 tháng 8 cho biết lực lượng Ukraine hiện diện trong thời gian ngắn tại Orozhanoi rồi bị đẩy lùi. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine sẽ tăng cường tấn công rằng Orozhanoi trong những ngày tới. Lực lượng Ukraine cũng có thể chuẩn bị cho hai chiến dịch phản công Zavid Bahania, khu dân cư ở phía nam Orozhanoi sau khi kiểm soát ngôi làng này. Tin kế tiếp, Đức có thể chuyển tên lửa tầm xa cho Ukraine. Chính phủ Đức dường như đang thảo luận với tập đoàn quốc phòng MBDA để cung cấp Taurus KF-350, tên lửa tàng hình có tầm bắn 500 km cho Ukraine. Chí BSN dẫn nguồn tin an ninh giấu tên ngày 11 tháng 8 cho biết chính phủ Đức và tập đoàn quốc phòng MBDA đang đàm phán về quá trình chuyển giao tên lửa hành trình Taurus KF-350 cho Ukraine. Các điều khoản về cung cấp tên lửa chưa được tiết lộ. Giới chức Đức và tập đoàn MBDA chưa lên tiếng về thông tin. Taurus KF-350 là tên lửa hành trình phóng từ máy bay và ứng dụng thiết kế tàng hình. Mỗi quả đạn nặng 1,4 tấn, đạt tầm bắn 500 km và có thể bay ở độ cao từ 30 đến 70 m với tốc độ 1.100 km trên giờ. Tên lửa sử dụng đầu nổ kép Mephisto nặng 481 kg, có khả năng xuyên qua lớp đất hoặc bê tông dày trước khi kích nổ ở bên trong công trình ngầm của đối phương. Mục tiêu chính của KF-350 là hầm ngầm kiên cố, sở chỉ huy và liên lạc, sân bay, bến cảng, kho tàng vũ khí, tàu chiến và cơ sở hạ tầng. Giới chuyên gia phương Tây nhận định, nếu Đức chấp nhận chuyển tên lửa Taurus KF-350, động thái này sẽ thúc đẩy chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine. Chiến dịch tới nay chỉ đạt được tiến bộ một phần, trong khi lực lượng Ukraine chịu nhiều tổn thất. Các đơn vị bộ binh Ukraine với xe tăng Leopard 2 do Đức chế tạo, thiết giáp M2 Radley của Mỹ và nhiều loại vũ khí chuẩn NATO khác do phương Tây cung cấp
đang phải vật lộn để vượt qua các lớp phòng thủ kiên cố với bãi mìn dày đặc của Nga. Trong nỗ lực định hình chiến trường nhằm tạo thuận lợi cho chiến dịch, Ukraine nhiều lần phóng tên lửa Storm Shadow Khép Easy tầm bắn 250 km nhằm vào kho vũ khí, nhiên liệu và sở chỉ huy của quân đội Nga, cùng hạ tầng dân sự như cầu đường bộ. Nga sau đó không kích loạt căn cứ không quân của Ukraine để đáp trả. Pháp và Anh đã viện trợ tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine, trong khi Đức và Mỹ tỏ ra do dự hơn trong vấn đề này. Berlin lo ngại nguy cơ chiến sự leo thang khi nước này cung cấp vũ khí có tầm bắn hơn 500 km cho Kiev, bởi chúng có thể được dùng để tấn công lãnh thổ Nga. Chính phủ của Thủ tướng Kos từng trì hoãn việc trợ vũ khí cho Ukraine do lo ngại leo thang căng thẳng với Nga. Áp lực từ Washington và các đồng minh châu Âu khiến Berlin thay đổi chính sách, cung cấp ngày càng nhiều khí tài hiện đại và trở thành bên viện trợ vũ khí nhiều thứ hai cho Kiev. Bản tin tiếp theo, căng thẳng đốt nóng biên giới Ba Lan-Belarus, mối đe dọa từ Wagner và những cuộc tập trận của Min gần yết hầu NATO đang làm leo thang căng thẳng dọc biên giới Ba Lan-Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Maria Plasek ngày 10 tháng 8 cho biết nước này sẽ điều thêm 10.000 lính tới biên giới với Belarus để hỗ trợ lực lượng biên phòng ngăn chặn những vụ tấn công tiềm tàng. 10 ngày trước, Warsaw cáo buộc hai trực thăng quân sự Belarus đã xâm phạm không phận, điều mà Min bác bỏ. Ba Lan đã chứng kiến làn sóng người di cư từ Trung Đông và châu Phi vượt biên vào nước này gia tăng trong những tháng gần đây. Kể từ năm 2021, Warsaw đã nhiều lần tố Belarus tiếp nhận hàng nghìn người di cư, rồi khuyến khích họ vượt biên bất hợp pháp vào Ba Lan. Việc hàng trăm tay súng Wagner đồng trú ở Belarus sau cuộc nổi loạn tại Nga hồi tháng 6 cũng khiến Ba Lan ngày càng lo lắng về an ninh biên giới. Trong khi đó, Belarus tuần này tiếp tục các cuộc tập trận gần biên giới và Tổng thống Alexander Lukashenko nhiều lần nói rằng ông đang cố kiềm chế các thành viên Wagner muốn tiến vào Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo lực lượng Wagner có thể trà trộn vào dòng người di cư để xâm nhập Ba Lan hoặc đóng giả lính biên phòng Belarus để hỗ trợ nhiều người vượt biên trái phép. Là lính đánh thuê, lực lượng này có thể tạo ra nhiều xáo trộn ở biên giới Ba Lan mà khó có thể quy trách nhiệm trực tiếp cho Nga hay Belarus. Tiến sĩ Barbara Johnson, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Lancaster nói, Thủ tướng Ba Lan không loại trừ khả năng Wagner đang chuẩn bị tiến hành các hành động phá hoại Ba Lan và Litva. Quan chức Litva cho biết họ đã sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ổn ở biên giới. Khả năng xảy ra khiêu khích ở biên giới của chúng tôi là có. Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều này. Rutamat Lubazevac, người đứng đầu lực lượng biên phòng Litva, nói đầu tuần này. Khu vực tập trận của Belarus rất gần hành lang Suwalki, vậy đó cắt hẹp cắt ngang Ba Lan và Litva, còn được gọi là yết hầu của NATO. Hành lang này cũng là vị trí nhạy cảm chiến lược khi ngăn cách Belarus với vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, nơi đặt sở chỉ huy hạm đội Baltic. Nhiều nhà phân tích quân sự coi hành lang Suwalki là điểm nóng tiềm tàng nếu xảy ra xung đột giữa Nga và các nước thành viên NATO, trong đó có Ba Lan và Litva. Điều đáng lo ngại là nếu Nga cùng với Belarus sử dụng lực lượng quân sự kiểm soát hành lang này, họ có thể chia cắt ba nước Baltic là Litva, Latvia và Estonia khỏi các đồng minh NATO còn lại ở châu Âu. Đây là điểm nghẽn chí tử. Nga và Belarus sẽ dễ dàng ngăn chặn NATO gửi quân tiếp viện để bảo vệ các quốc gia Baltic, chiến sĩ Johnson nói. Joe Roberts, giáo sư danh dự về lịch sử tại Đại học College Cork ở Ireland cho rằng Ba Lan rất khó thực hiện bất cứ động thái quân sự nào khi không được Mỹ bật đèn xanh. Động thái chống lại Belarus sẽ đồng nghĩa khơi mào chiến tranh với Nga và đó không phải là điều Warsaw cũng như phương Tây muốn, Roberts nói. Tin thứ tư, cháy rừng Hawaii là thảm họa chết chóc nhất lịch sử bang. Giới chức cho biết vụ cháy rừng ở Lahaina đã khiến ít nhất 67 người thiệt mạng, trở thành thảm họa tự nhiên chết chóc nhất lịch sử Hawaii. Trong lúc nỗ lực cứu hỏa được tiến hành, chúng tôi có thể xác nhận thêm 12 người nữa đã thiệt mạng tới 13 giờ ngày 11 tháng 8, tức 1 giờ sáng ngày 12 tháng 8 giờ Hà Nội, do đám cháy ở Lahaina, chính quyền hạt Mau, bang Hawaii cho biết. Thông tin này nâng tổng số người chết trong vụ cháy rừng tàn khốc trên bão Maui lên ít nhất 67 người, đánh dấu thảm họa tự nhiên gây thương vong nhiều nhất trong lịch sử bang Hawaii.
lần gần nhất Hawaii hứng chịu thảm họa chết chóc quy mô lớn vào năm 1960, khi sóng thần ập vào đảo lớn của quần đảo khiến 61 người thiệt mạng. Trận sóng thần diễn ra một năm sau khi Hawaii chính thức trở thành một bang của Mỹ. Ba ngày sau thảm họa cháy rừng, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân ở thị trấn Lahaina, nơi hứng chịu thiệt hại lớn nhất trên đảo Maui. Giới chức địa phương lo ngại số trường hợp tử vong có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 1.000 căn nhà tại Lahaina và khu vực lân cận, đẩy hàng nghìn người vào cảnh vô gia cư. Quá trình khắc phục hậu quả có thể tốn nhiều năm cùng hàng tỷ USD. Giới chức Hawaii đã bắt đầu cho điều tra nguyên nhân đám cháy bùng phát và lan rộng quá nhanh. Chính quyền bang cũng tìm hiểu liệu người dân tại thị trấn du lịch có nhận được cảnh báo sớm từ giới chức địa phương khi đám cháy bùng phát hay không. Đảo Maui có trang bị hệ thống loa báo động để ứng phó thiên tai và các mối đe dọa khác. Song người dân cho biết họ không nghe thấy tiếng loa vào thời điểm đám cháy ập đến thị trấn. Văn phòng tổng chưởng lý sẽ xem xét toàn diện quá trình ra quyết định về chính sách ứng phó cả trước, trong và sau khi xảy ra cháy rừng ở Maui cũng như các đảo khác tại Hawaii trong tuần này. Tổng chưởng lý bang Hawaii Annette Lopez cho biết. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Vụ giấu xác sau tường hơn 10 năm trúng động Australia. Thi thể người phụ nữ bị cuốn chặt trong lớp quần áo và ga giường, phủ đầy bụi bẩn giấu sau tường bê tông ở tầng hầm tại Brisbane. Một người dọn dẹp tầng hầm khu nhà ở xã hội Underplay tại Brisbane hồi tháng 12 năm 2022 phát hiện thi thể một phụ nữ nằm sau bức tường bê tông ở khoảng trống phía sau khu vực để thùng rác và giá để xe đạp. Sau 8 tháng điều tra, lực lượng pháp y đã đối chiếu ADN tìm thấy ở hiện trường với hồ sơ thân nhân và xác định người chết là Tania Lee Lover. Brisbane Times ngày 10 tháng 8 đưa tin Lover có vấn đề về thị lực và thính lực, chuyển từ New South Wales tới Brisbane năm 2006, sống khép kín và tương đối thầm lặng. Vì vậy, cái chết của cô càng khó khăn hơn cho cảnh sát điều tra. Cái chết của cô ấy thật kỳ lạ, thám tử Andrei Maxinham nói, có động cơ xung quanh vụ này mà chúng tôi chưa thể xác định. Tại sao có người nhắm mục tiêu vào một phụ nữ độc thân, dễ bị tổn thương và nhẫn tâm vứt bỏ thi thể của cô ấy theo cách chúng ta đã thấy? Điều này đáng lo ngại và kỳ lạ, ông bày tỏ. Cảnh sát xác định Lover bị giết vì trên người có vết thương và không loại trừ khả năng hung thủ có thể nhiều hơn một người. Họ nhận định thi thể bị giấu dưới tầng hầm ở Underplay từ năm 2009 hoặc năm 2010. Lover tuyển từ New South Wales đến Brisbane vì bất hòa với gia đình. Họ không biết cô mất tích và tưởng rằng Lover vẫn đang sinh sống tại một nơi nào đó ở Australia. Chúng tôi đã nói chuyện với cha mẹ của Lover, Maxiham nói, họ rất buồn. Lover không hoạt động nhiều trên mạng xã hội, nên cảnh sát chỉ có thể sử dụng một bức ảnh duy nhất từ Facebook của cô để làm hồ sơ, dù nó rất mờ. Nếu còn sống đến thời điểm này, Lover đã 52 tuổi. Cảnh sát cho rằng Lover khoảng 38 tuổi vào thời điểm cô mất tích. Cảnh sát có rất thông tin về những người quen biết Lover vào thời điểm đó. Maxinham cho hay cần xác định ai quen biết Lover để xây dựng hồ sơ nạn nhân và xác định người có thể muốn làm hại Lover cũng như động cơ gây án. Không có bằng chứng nào cho thấy Lover, người sống bằng trợ cấp, liên quan đến ma túy hoặc tấn công tình dục. Maxinham cho biết phải quấn quanh Lover để giúp bảo quản thi thể đủ để cảnh sát lấy được mẫu ADN. Đây là một phụ nữ độc thân và dễ bị tổn thương, sống tự do, đã bị nhắm mục tiêu vì một lý do mà chúng tôi chưa rõ. Cô ấy bị đối xử theo cách rất kinh khủng, ông nói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới sẽ nhận nhiều hơn nữa sự ủng hộ của quý khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.